Rồi rồi. Cả nhà ơi, cái sâm củ này mọi người lên đi nhá. Cái này là Hà về thêm được một ớt nữa rồi nè. Cái này Hà về thêm được một ớt. Cái củ sâm này nhá cả nhà nhá, nó là cái sâm mà Hà đặt ở trong nhà vườn người ta làm nhá. Một bịch của nó nửa ký thì nó vào khoảng ha. Cái sâm này nhá là cái này là sâm hắc sâm nha cả nhà nhá, hắc sâm. Hắc sâm này của nó được trong này một bịch nửa ký nó được có bao nhiêu? Cái bịch này là bịch nửa ký thôi nhá cả nhà nhá, không phải bịch một ký. Nếu mà mọi người nhìn thấy cái bịch nó to, cái này nó có cân lên đàng hoàng rồi nhá. Cái này nó được hai củ này, ba củ này. Hàng nghĩ những cái củ như thế này nửa ký của nó chỉ được 7-8 củ thôi, tức là nó củ nó cũng khá to nha cả nhà nhá. Và một bịch như thế này Hà bán nửa ký của nó, giá của nó là 45 oi nha cả nhà nhá, 45 oi. Còn cái này ấy, nó là cái hồng sâm. Cái này này mọi người nhìn đi, cái củ này nó chỉ có nằm một lớp như thế này, nó hít trên không nên nó hít chặt vào như thế này, nên mọi người nhìn thấy nhá, nó được một củ, hai củ, ba củ nè, 4 củ, 5 củ, 6 củ, 7 củ nhá. Cái này nó là hồng sâm thì giá của nó là 40 oi nhá, nửa ký nhá. Không, cô chẳng còn cái loại nào hết, có mỗi một cái hũ kem của Hu ấy là nó thơm đấy, nó dưỡng da vào ban đêm đấy. Chị ở đâu vậy? Chị ở bên Áo nhá em nhá. Sâm củ về làm gì hả chị? Cái sâm này hả? Em mở nó ra cắn và ăn và nhai thôi. Không phải làm gì hết. Nó đã tẩm mật hết rồi. Nó mềm mà nó dẻo như ô mai. Chị vẫn giữ cho em một bịch hắc sâm nha chị. Đấy. Cái bịch hắc sâm ấy thì mọi người biết không? Cái củ nó cũng khá là to. Nó như thế này. Bởi vì nó không có hít chân không nên mọi người nhìn thấy nó nằm nó lệch lạc đi thôi. Chứ cái cân của nó lên là nó phải có ký đàng hoàng. Còn cái này nó hít chân không, nó sẽ nằm thẳng ra như thế này. Cái hắc sâm này á thì nó là 45 đồng. Cái hồng sâm này á, cái giá của nó đó, nhìn hắc sâm cũng vẫn giống như hồng sâm đúng không? Nhưng mà thật ra đó là người ta trong cái mà người ta ngâm nó như thế nào ấy, người ta tẩm mà người ta ngâm cái thời gian nó như thế nào thì cái đấy là mình không có biết. Đấy. Còn cái nó ghi ở đây đàng hoàng nha cả nhà nha, red sâm hay là red ginseng hoặc là black ginseng thì nó đều có hết. Chỉ có việc xé nó ra và nhai thôi nhá, cầm nguyên củ nhai luôn cho nó đã. Đó, ăn là phải ăn cỡ đó nó mới sướng á. Còn Hà có một cái này nữa nha. Cái hồng sâm này, nhưng mà đặc biệt cái hồng sâm này, cái giá của nó lại là 45 đồng nha cả nhà nhá. Tức là bây giờ mọi người nhìn cho Hà nhá, một cái hắc sâm và một cái hồng sâm, hai cái thương hiệu như thế này, giá của nó là 45 đồng nha, một bịch nha cả nhà nhá. Còn cái bịch này thì đặc biệt nó là 40 đồng nha cả nhà nhá. Hà lấy làm sao thì Hà bán vậy, Hà có giá làm sao Hà bán giá vậy, chứ Hà không có giống như không có biết vì sao mà cũng không có là như thế nào hết. Nhưng mà thật sự mọi người thấy nó cũng củ to củ nhỏ, nói chung là họ để vào nó cũng khá là, nói chung là nó không có chuẩn theo một cái mực nào hết, nhưng mà củ to củ nhỏ thì nó lẫn lộn vào như vậy đó. Còn kem lemon nữa nhé. Ok con. Đấy. Mọi người nhớ nhá, cái bịch này á thì là 40 đồng, mọi người cứ nhắc với Hà thôi. Hồng sâm 40 hoặc là hồng sâm 45 hoặc hắc sâm thì 45. Hắc sâm chỉ có một loại 45. Hồng sâm thì có hai loại, một loại 40 và một loại 45. Đó. Cái này thì nó 40, còn cái này á thì nó là, cái này nó là hắc sâm nha cả nhà nha. Mọi người thấy bên trong này nó đen như thế này, nó là hắc sâm. Còn cái này nó vàng lên như thế này thì nó là hồng sâm. Cái hồng sâm này thì nó cũng là 45. Cái này nó cũng 45 nha cả nhà nhá. Nó cùng một cái công ty hay gì đấy, nói chung lại là vậy. Đấy, em hắc đấy. Rồi, cô ghi thêm cho Hani một cái kem body Remon đúng không? Cái kem Remon đúng không? Và Uyên là một cái hắc sâm. Viên đâu rồi ta? Viên một hắc sâm. Mọi người để ý nhá, hắc sâm ấy thì nó ăn nó sẽ đắng hơn. Nếu mọi người ăn đắng được, mọi người sẽ ăn cái hắc sâm nó sẽ ngon. Còn nếu mà mọi người ăn đắng quá, mọi người không ăn được thì mọi người ăn qua cái hồng sâm nhé cả nhà nhá. Mọi người thấy không? Bây giờ thì mọi người khỏi phải lo nhá, nàng mình chưa có nạ trà xanh. Một bao nhé. Ok, chơi luôn. Một nạ trà xanh. Rồi.
Mọi người biết cái mấy cái sâm này á, mọi người cứ xé nó ra và mọi người ăn, và mọi người cứ 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 không có phải lo, là vì trong một cái bịch như thế này mỗi một củ sâm ấy họ đều có cái bịch người ta ép sẵn riêng một bịch rồi, mình ăn củ nào ra mình lấy mình xé ăn củ đấy, mình không có cần, mình không có giống như nó không có đụng chạm vô cái bịch khác, cho nên là mọi người ăn mọi người yên tâm luôn. Ngay cả cái bịch này cũng vậy, nó ít chân không, nhưng mà mọi người biết trong mỗi một củ sâm nó đều có một cái bọc giấy riêng hết rồi nhé cả nhà nhé, cho nên là mọi người cứ được sử dụng nó thôi. Ăn hắc sâm thì nó sẽ đắng hơn hồng sâm một chút xíu, ai ăn đắng được thì mọi người lấy ăn nhé cả nhà nhé. Nó chỉ có mùa này nó mới có, nhưng mà sau này là mọi người sẽ ăn và mọi người sẽ thèm. Cái hàm lượng cao hơn hồng, đúng rồi, đúng rồi, cái hàm lượng saponin nó cao hơn, đúng rồi đấy, chắc chắn luôn, vì cái độ tẩm của cái tẩm ướp của người ta nó